9 giờ rồi mà. Hello. Chào mọi người. Chúng mình sẽ chờ một ít phút để có thêm đầy đủ các bạn tham gia thì chương trình sẽ bắt đầu nhé. Zoom ơi, mọi người có thể để mọi người vào Zoom meeting được rồi. Thấy được mình xem màn hình chưa? Có lẽ là mình sẽ để thêm một phút nữa nhé, là chương trình sẽ được bắt đầu. Trong thời gian chờ thì ban tổ chức cũng khuyến khích các bạn có thể bật webcam lên để lát nữa giao lưu cùng bọn mình nhé. Chào tất cả các bạn. Sau đây thì mình xin phép được bắt đầu nhé. Lời đầu tiên, chào mừng các bạn đến với workshop 1 Machine Learning Algorithms Explained, mở màn cho chuỗi sự kiện Data Science in Brief 2020 Beyond Textbooks. Mình là Phùng Trà My, là founder của Data Science in Brief và cũng như là trưởng ban tổ chức của sự kiện lần này. Hiện tại mình đang theo học thạc sĩ ngành Data Science tại trường Đại học New York. Data Science in Brief là một tổ chức phi lợi nhuận. Bản thân mình cũng như ban tổ chức đều là những bạn trẻ đang theo đuổi Data Science và rất mong có thể chia sẻ những kinh nghiệm cũng như kết nối các bạn tới các anh chị đã thành công trong lĩnh vực để cùng học hỏi và xây dựng một cộng đồng Data Scientist trẻ tại Việt Nam. Tiếp nối sự thành công của hội thảo Data Science in Brief 2019 Hands-on Experience and Career Navigation, nơi đã truyền cảm hứng tới 146 bạn tham gia sự kiện offline tại Hà Nội, thì năm nay, hội thảo Data Science in Brief 2020 trở lại với format hoàn toàn online và dưới dạng chuỗi sự kiện mang chủ đề Beyond Textbooks về ý nghĩa, chia sẻ những kiến thức và lời khuyên mà bạn thường không tìm thấy trong sách vở. Chuỗi sự kiện chính sẽ diễn ra vào 4 buổi trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật tuần này, 29 và 30 tháng 8. Các bạn hãy nốt lại lịch timeline này để tiếp tục theo dõi nhé.
và dưới dạng chuỗi sự kiện mang chủ đề. Đến với workshop ngày hôm nay, mình xin hân hạnh giới thiệu chị Lê Hồng Nhung, hiện đang là Machine Learning Engineer tại tập đoàn công nghệ Apple. Chị đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành Data Science tại Đại học New York và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh ứng dụng Data Science ở các mảng Sentiment Analysis, Natural Language Processing hay là Medical Research. Xin cảm ơn chị đã nhận lời tham dự chương trình. Và trước khi nhường lời lại cho chị Nhung, thì mình muốn nhắn nhủ với các bạn tham gia rằng để có một workshop hiệu quả thì mong các bạn để chế độ mute ở phần đầu chương trình khi chị Nhung thuyết trình, và hãy tập trung lắng nghe vì ở cuối bài giảng thì chúng mình có một phần mini game có thưởng, và cuối cùng là tại phần cuối của workshop thì các bạn có thể giao lưu trực tiếp, đặt câu hỏi cho khách mời. Ngoài ra thì ban tổ chức cũng khuyến khích các bạn bật webcam để tương tác với khách mời và để tiện giao lưu hơn nhé. Sau đây em xin nhường lời lại cho chị Nhung ạ, để chúng ta có thể bắt đầu buổi workshop ngày hôm nay. Cảm ơn My. Xin chào các bạn, mình là Nhung và hôm nay thì mình rất là vui vì có thể chia sẻ với các bạn về cái buổi workshop ngày hôm nay. Chắc là bây giờ thì chị sẽ bắt đầu share screen nhỉ My nhỉ? Dạ. Mời các bạn thấy màn hình của mình không? Rồi, bài nói chuyện ngày hôm nay thì rất là đơn giản thôi. Mình muốn giới thiệu với các bạn qua cái bài nói chuyện ngày hôm nay thì các bạn sẽ có thể đọc được, hiểu được xem là thì ngày hôm nay mình sẽ nói qua với các bạn là mục đích của bài chia sẻ này. Sau đó mình sẽ nói với các bạn một số tổng quan về các cái mô hình chung, model, và mình sẽ đi vào chi tiết. Mô hình 1 là linear regression, mô hình 2 là trees và random forest, và nếu mà còn thời gian thì bọn mình sẽ nói thêm về neural network nhé. Và quan trọng của cái bài trình bày ngày hôm nay là hy vọng các bạn sẽ hiểu được cái ứng dụng của các mô hình trong thực tế. Và phần cuối cùng thì như bạn My có vừa chia sẻ là sẽ có một cái mini game có thưởng. Thì rất là hy vọng là các bạn sẽ có một cái buổi chia sẻ rất là thú vị và hiệu quả ngày hôm nay. Thì trước tiên thì về mục đích của buổi chia sẻ, hy vọng rằng sau buổi chia sẻ ngày hôm nay thì các bạn sẽ nắm được 3 phần. Một là các bạn hiểu được cái cấu trúc tổng quan của một model là như thế nào. Thứ hai là các bạn nắm rõ được cái thuật toán đằng sau của linear regression, decision trees. Neural net thì là một phần khá là phức tạp, thì bọn mình nếu có thời gian sẽ nói sơ qua dành cho những bạn có thể là tìm hiểu thêm sau này sau buổi chương trình ngày hôm nay. Và cuối cùng thì bọn mình hy vọng các bạn có thể so sánh được hai thuật toán linear regression và decision trees để có thể biết được là trong thực tế hay là trong research thì trong trường hợp nào các bạn có thể ứng dụng được model nào. Đầu tiên thì về tổng quan về model ha, các bạn nghe thấy về machine learning rất là nhiều này, xong các bạn nghe những cái từ như là kiểu mô hình, xong model, và mình muốn xem là thế tổng quan của nó ra làm sao, nó có những cái gì, thành phần như thế nào. Và khi các bạn có được cái bức tranh tổng thể này rồi thì sau này khi các bạn bắt đầu dùng một cái loại model nào, các bạn đều có thể dùng những cái bước phân tích như thế này để nắm được cái bản chất của vấn đề nó nhanh và dễ hơn. Đầu tiên thì mình sẽ xác định một bài toán. Bọn mình đang bắt đầu từ cái việc là mình vào dùng vào model nhé. Mình bỏ qua cái bước là các bạn phải hiểu về cái giá trị business value của model của mình như thế nào, hay collect data như thế nào. Nhưng mình sẽ đi thẳng vào cái phần là bắt đầu từ cái đoạn là các bạn biết là mình sẽ làm model. Thì mình sẽ xác định bài toán đầu tiên, đó là regression hay là classification. Bọn mình sẽ nói thêm về cái sự khác biệt của hai cái dạng bài toán này. Tiếp theo là mình sẽ hiểu về cái cấu trúc của mô hình, tức là cái algorithm đằng sau nó như thế nào, cái loss function dùng ra làm sao. Ví dụ như là có rất nhiều loại như là mean square error hay là cross entropy chẳng hạn. Mình nghe thấy và mình sẽ hiểu được là nó là một phần rất quan trọng của model của mình, và mình sẽ tìm hiểu xem từng cái loss function này dùng trong những loại model khác nhau như thế nào. Tiếp theo thì mình sẽ nhìn về mặt tổng quan là đánh giá cái mô hình ra làm sao để biết được là mình cần phải
dạy nhiều hơn, cái train nhiều hơn hay như thế là đủ, hay là những cái vấn đề phát sinh, ví dụ như là evaluation metrics, thường thì có như là accuracy, precision, recall, cái này các bạn cũng nghe rất là nhiều rồi. Ví dụ như là accuracy là độ chính xác dự đoán của cái model là như thế nào. Và điểm cuối cùng là điểm mạnh, điểm yếu của từng loại model khác nhau, mà nó sẽ đi đến cái quyết định các bạn nên sử dụng model gì ra sao trong cái hoàn cảnh cụ thể mà mình đang sử dụng. Như mình có nói thì bài xác định bài toán regression hay classification là một bước rất là cơ bản đầu tiên mà khi các bạn bắt tay vào làm model sẽ phải trả lời. Regression là một cái bài toán dự đoán một giá trị cụ thể, và classification thì nó là một bài toán để đưa ra cái nhóm dữ liệu và dựa trên cái dữ liệu ban đầu. Các bạn thấy ở đây như là bài toán về regression như là dự đoán nhiệt độ chẳng hạn, thì ví dụ dự đoán là hôm nay nhiệt độ là 23 độ C hay ngày mai là 25 độ C thì có một cái con số rất là cụ thể. Khi mà đưa vào cái bài toán classification thì nó không nhất thiết phải đưa một giá trị cụ thể, và các bạn có thể xét khoảng, ví dụ nếu mà nhỏ hơn 25 độ C thì là trời nóng, hay là lớn hơn đấy thì là nhỏ hơn 25 độ C thì là trời mát, còn lớn hơn 25 độ C thì là trời nóng chẳng hạn. Thì cái này là tùy xem là mình có thể dựa vào những cái khoảng xét giá trị khác nhau để đưa vào những cái nhóm khác nhau. Hai bài toán này nghe thì có vẻ là khác nhau, nhưng mà về bản chất thực ra là khá là giống nhau. Bây giờ nếu mà bây giờ mình đưa cho các bạn là bài toán là về classification ha, bảo là các bạn hãy dự đoán đây là một cái hình ảnh là con chó hay là con mèo đi, nhưng mà bạn có thể đưa về cái bài toán regression, tức là dự đoán xem là phần trăm số like probability để mà cái hình ảnh này nó là con chó hoặc con mèo, và các bạn cho một cái threshold, ví dụ nếu threshold là 0.5 chẳng hạn, nhỏ hơn 0.5 thì là hình ảnh con chó, mà lớn hơn 0.5 thì hình ảnh con mèo. Nên là bài toán classification có thể đưa về được cái dạng toán regression, và cái bản chất của mình là mình hiểu được là cái model của mình nó dự đoán cái gì, thì quan trọng hơn là cái việc là mình phải khăng khăng là đây là bài toán classification classification thì phải như thế này, hay là bài toán regression thì phải như thế kia. Thì cái đấy là các bạn có thể nắm được để mình ứng biến linh hoạt trong cái chuyện chọn model hay là đánh giá model của mình về sau này. Sau khi mà xác định bài toán rồi thì sau đây mình sẽ chia sẻ với các bạn về hai cái loại bài toán rất là cụ thể là linear regression và decision trees. Thì mình sẽ bắt đầu từ linear regression trước nhé. Đây là một bài toán mà có thể rất nhiều bạn đã nghe đến rồi, làm quen ở trong trường học hay là ở trong công việc của các bạn. Thì bài toán linear regression thực chất là với mục đích là các bạn sẽ có fit một cái đường thẳng vào trong cái dữ liệu của mình. Và như cái hình ảnh ở đây các bạn thấy là cái data của các bạn là những cái điểm màu xanh, và các bạn đang cố gắng fit một cái đường thẳng là cái đường màu đỏ. Khi tại cái điểm màu đỏ, đường màu đỏ thì tức là các bạn sẽ có giá trị dự đoán, tức là predicted value của y. Còn cái điểm màu xanh thì tức là cái giá trị thực, gọi là observed value của y. Và sau đấy các bạn làm thế nào để các bạn chọn được cái đường thẳng, cái fit đường thẳng như thế nào? Thì cái method ở đây chính là cái least square, tức là các bạn làm sao để minimize được cái khoảng cách giữa cái điểm dự đoán và điểm data thực của các bạn. Thì ở đây mình sẽ đưa về một cái ví dụ cụ thể để các bạn nắm rõ hơn nhé. Ví dụ bài toán của mình đưa ra là dựa vào thu nhập của các bạn từ năm 2000 cho đến 2020, mình muốn tìm xem các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của mình là gì. Thì ở đây y của mình, tức là cái giá trị dự đoán hay là giá trị mà mình muốn hướng đến để tính toán, thì là thu nhập, đúng không? Lại về giá trị y ở đây sẽ là thu nhập. Bây giờ các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập, nghĩa là các yếu tố x1, x2 cho đến xn chẳng hạn, thì ở đây mình có đưa ra ví dụ ba cái yếu tố như là tuổi, trình độ học vấn và kinh nghiệm. Và đưa về cái bài toán linear regression thì mục tiêu của mình là biểu diễn thu nhập dưới ảnh hưởng của tuổi, trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc. Nó đơn giản như vậy thôi. Thì sau khi mà mình đã ra được cái bài toán viết bằng lời như thế rồi thì mình sẽ biểu diễn nó dưới cái công thức toán là gì? Là Y tức là estimated income, tức là thu nhập của các bạn, sẽ là A1 nhân với cả tuổi bình phương, A2 nhân với education, A3 nhân với experience, cộng với cả B. B này là một cái
số một cái số thực chẳng hạn, và A1, A2, A3 là các trọng số, tức là cái weights. Ở đây các bạn sẽ thấy một cái phần là ở đây mình thấy age là tuổi, là kiểu nó là giá trị bình phương thay vì là giá trị tuổi không. Thì tại sao lại gọi là bài toán linear regression? Nó vẫn là linear regression tại vì là cái function của mình nó là một cái linear function. Ở đây các bạn thấy thực ra nó chỉ là tổng của cái đơn vị trọng số nhân với cả cái feature của mình mà thôi, nên về bản chất nó chính là linear regression. Sau khi các bạn tạo ra được một cái function như thế này rồi thì mình sẽ tìm cái loss function nào để mà có thể đánh giá được cái model của mình. Thì trong linear regression thường cái loss function họ dùng chính là mean square error, tức là cái square error ở đây như mình thấy, như trở về cái hình đầu tiên các bạn thấy, nó sẽ là bằng actual income, tức là thu nhập thực, trừ đi cái estimated income, tức là thu nhập dự đoán, và bình phương lên. Và với mỗi một cái điểm data point thì các bạn sẽ có một cái square error như thế này. Tại điểm năm 2000 là một cái square error này, 2001 là một cái square error, và trong vòng 10 năm như thế, 20 năm từ 2000 cho đến 2020, các bạn sẽ có 20 cái square error. Và đương nhiên là các bạn muốn fit một cái line làm sao mà nó có thể minimize được cái tổng của cái square error. Và cách thức là các bạn sẽ tìm A1, A2, A3 và B để tối giản cái loss function. Và mình vừa nhìn thấy, quay trở lại đây nhé, là cái sum của cái actual income to the estimated income bình phương. Và sau khi mà các bạn tìm được A1, A2, A3 và B rồi, thì các bạn có thể sử dụng cái thông tin vào năm 2021 để dự đoán được cái thu nhập của mình vào năm 2021. Mình lấy ví dụ nhé. Ví dụ như là quay trở lại đây, nếu mà các bạn thấy là A1 của các bạn là 1 này, A2 là bằng 2, A3 là bằng 3 và B bằng 0 đi. Đây là mình đang đoán số bừa ha. Vào năm 2021, tuổi của các bạn bây giờ sẽ 20 chẳng hạn. Education, tức là trình độ học vấn của các bạn có thể vẫn là 4, sau 4 năm đại học. Experience có thể bây giờ là 5, nghĩa sau 5 năm đi làm rồi. Thì khi các bạn đưa những cái số liệu thực tế của năm 2021 vào với những cái trọng số dự đoán A1, A2, A3 và B, thì các bạn đã có thể đoán được cái income, nghĩa là cái thu nhập của mình vào năm 2021. Đấy là bài toán dự đoán của mình ha. Thì bây giờ mình sẽ tổng kết lại để các bạn thấy từ cái bài toán này thì mình đưa kết luận như thế nào. Kết luận là, một, mình có thể dùng linear regression để giải thích kết quả y dựa vào các yếu tố x, và cái khó ở đây là mình phải đoán tìm được những cái feature x, x1, x2 cho đến xn là gì. Cái y này thì nó thường là khá là, cái y này có nhiều trường hợp khá là đơn giản, nhưng mà nhiều trường hợp khác thì phức tạp hơn. Và trong cái bài toán thực tế ấy, đôi khi là cái số mà các bạn muốn tìm, có thể có nhiều bạn sẽ nghĩ là dự đoán về thu nhập hay là dự đoán về tăng trưởng, nhưng mà đôi khi có thể để kiếm được những cái số đấy nó rất là khó, thì các bạn lại phải đưa vào một cái dạng toán khác để biến cái hàm y làm sao mà nó dễ tìm hơn. Ví dụ tính số tăng trưởng có thể là khó, nhưng mà nếu mà nói về tổng số doanh thu chẳng hạn thì nó sẽ dễ hơn. Thế thì bạn sẽ chuyển về cái bài toán đấy. Sau khi mà các bạn có khả năng để giải thích cái kết quả y dựa vào những yếu tố x rồi, thì các bạn đương nhiên là có cái sự hiểu biết và có thể giải thích được cái quan hệ và tác động của các yếu tố x đến kết quả y, và để đưa ra được sự giải thích cũng như là dự đoán. Và cái bài toán này thì thực ra là rất là phổ biến ở trong rất rất nhiều các ngành nghề khác nhau, và về sau này sau khi mà giải thích rõ về thực toán rồi thì bọn mình sẽ so sánh và cùng chia sẻ thêm là trong trường hợp nào thì sẽ dùng linear regression nhé. Sau cái phần này có bạn nào có câu hỏi ngay bây giờ mà rất rất là muốn hỏi luôn không? Hay là mình có thể chờ đến phần cuối? Vậy là chắc là không có câu hỏi gì. Vậy thì mình sẽ chuyển sang phần thứ hai ha. Phần thứ hai là mình sẽ dùng gọi là tree-based models. Thì cái tree-based này, cây đúng không? Decision tree bây giờ... cái biểu đồ hình cây thì chắc chắn là các bạn có thể là đã làm rất là nhiều rồi, và có thể là mình làm ở trong đầu hay mình làm ở trong giấy, và mình cũng không nghĩ rằng nó là machine learning. Nhưng mà bản chất của vấn đề của cái decision tree là các bạn có rất là nhiều những cái, nó là một cái rule base, tức là những cái luật lệ
Và từng cái luật lệ đấy mình sẽ có các cái khoảng giá trị để mình chia ra vào các nhóm, đúng không? Thì mục tiêu ở đây là gì? Mình sẽ đưa ra một cái kết luận dựa vào các nhóm và các chi tiết thông tin có sẵn. Và phương pháp ở đây là nó sẽ có 3 phần chính nhá. Cái cấu trúc của cái phương pháp này có 3 phần này. Một là các bạn sẽ đặt mục tiêu. Cái đặt mục tiêu ở đây gần như là kiểu khi mà mình nghĩ về loss function ấy, để mà mình phải dùng sao để có thể đánh giá được cái performance của cái model của mình. Trong thuật toán tree thì có khá là nhiều những cái evaluation metrics khác nhau, nhưng mà thường thì người ta dùng information gain là một những cái trong số những metrics rất là phổ biến để đánh giá cái performance của trees. Các bạn có thể hỏi là information gain là gì? Cái này thì chắc là mình sẽ giải thích ở cái slide đằng sau. Yếu tố thứ hai đấy là mình sẽ phải chọn xem các cái nhánh, tức là chính là features ấy. Tức là tại thời điểm này tôi cần phải make cái decision như thế này thì tôi sẽ chọn cái feature gì. Sau khi mà chọn được feature rồi thì sẽ nhìn sâu vào trong cái feature đó để tìm một cái vị giá trị cut off để mà biết được là tại cái thời điểm nào, tại cái giá trị nào cái data này nó sẽ thuộc nhóm 1 hay là nhóm 2. Thì để làm rõ hơn thì bây giờ mình cũng sẽ lại đi vào một ví dụ cụ thể nhé. Bài toán của mình ngày hôm nay sẽ là bạn sẽ xem mình có nên đi chơi golf hay không. Vậy là objective của mình là mình sẽ muốn tối đa cái information gain để mà tức là cái giá trị nhận được để xem là mình có đánh giá đi chơi hay không. Thì information gain hiểu dịch thuần túy ra tức là thông tin đạt được, đúng không? Nhưng mà thông tin đạt được nghĩa là gì? Tức là sao trong một cái trường hợp ví dụ là tốt nhất đi, khi mà một cái feature mà các bạn nói là có thể maximize cái information gain, tức là dùng cái feature đó bạn có thể ra được cái quyết định phân nhóm ngay lập tức. Ví dụ là nếu bây giờ dựa vào cái feature là thời tiết, nếu trời mưa thì tôi chắc chắn không đi chơi golf. Tức là cái information gain của các bạn đã là 100% rồi. Và các bạn biết được rằng chỉ cần có cái yếu tố là trời mưa là các bạn biết ngay được cái quyết định của mình là không đi chơi golf. Thì tức là cái yếu tố trời mưa đấy nó là một cái feature có tính tiên quyết với cái giá trị information gain lớn nhất để các bạn ra được quyết định. Được chưa nào? Sau đấy thì cái sau khi đạt được mục tiêu là information gain rồi, mình sẽ đến cái phần thứ hai, tức là mỗi một lần mà mình đưa ra một cái nhánh quyết định ạ, thì mình sẽ chọn một cái nhánh mà mang được nhiều giá trị thông tin nhất. Ví dụ như là đầu tiên là ví dụ nhánh đầu tiên thì các bạn thấy ở đây là ví dụ như là outlook, tức là nhìn vào thời tiết nhé, trời nắng hay trời mưa. Và bây giờ nó sẽ các bạn biết được rằng là ví dụ nếu như mà cái feature là thời tiết nó đưa cho các bạn cái maximize information gain, thì cái bước thứ ba mà mình vừa nói là bạn phải tìm được cái cut-off value, đúng không? Cut-off value là bây giờ mình nhìn đầu tiên là outlook, tức là thời tiết nhá. Ở đây nó chỉ có ví dụ như là hai categorical, tức là giá trị phân loại, tức là chỉ có hai giá trị thôi, là nắng hay là mưa thôi chẳng hạn. Thì lúc này mình sẽ có hai loại giá trị là yes hoặc là no, và với mỗi một giá trị này mình sẽ tính xem cái information gain của nó là như thế nào. Ví dụ ở đây mình thấy khi mà giá trị là no, tức là trời mưa là mình chắc chắn là không đi chơi, tức là ở dưới này là mình có luôn cái đáp án, cái quyết định rồi, mình không cần phải đi sâu hơn nữa. Nhưng mà khi mà cái giá trị của mình là trời nắng chẳng hạn, mình chưa có cái quyết định luôn là mình có đi chơi hay không, thì lúc đấy mình sẽ phải nhìn thêm vào cái feature tiếp theo để quyết định, để giúp mình tạo ra quyết định. Khi nhìn vào feature tiếp theo nhá, thì ở đây mình thấy là ví dụ là temperature, tức là nhiệt độ, là một cái yếu tố lựa chọn để giúp bạn ra quyết định. Thì cái temperature này bây giờ nó lại có cái giá trị số thay vì là giá trị phân loại là categorical. Thì lúc này mình có thể là nhìn vào tất cả những giá trị ở trong cái nhiệt độ mà mình có. Ví dụ mình có bốn nhiệt độ là 20, là 20, 25, 30, 40 chẳng hạn. Mình sẽ phải đi qua từng cái giá trị đó và để xem là ở mỗi giá trị nào mình có information gain lớn nhất
để chọn làm cut off. Ví dụ nếu mà đi qua bốn cái giá trị đấy và mình thấy là tại cái nhiệt độ 20 nó cho mình cái maximized information gain thì mình cái nhiệt độ 20 đấy sẽ trở thành cut off. Nếu mà nhỏ hơn 20, ok, mình sẽ đi chơi golf, vậy là cái quyết định của mình sẽ là đi chơi golf. Lớn hơn 20 là không đi nữa, vậy là mình cũng đã ra quyết định rồi. Thì đây là một cái bài toán khá là đơn giản để các bạn hình dung được ba bước để mà cái decision tree của các bạn có thể tạo ra được cái quyết định của mình. Vậy là mình nhìn ở đây các bạn có thể nhắc lại nhá. Đầu tiên là gì ạ? Là đặt mục tiêu là information gain. Thứ hai là mình sẽ chọn nhánh là feature nào để maximize được cái information gain đó. Sau khi chọn được nhánh rồi thì mình sẽ chọn cái cutoff value, tức là threshold, để xem là mình sẽ đưa cái quyết định của mình như thế nào. Thì đấy là ba bước rất là cụ thể. Bây giờ đi sâu vào trong cái gọi là information gain hay là cái yếu tố để mà quyết định được cái performance của cái tree của các bạn nhé. Thì các bạn thấy là cái công thức của gain thì tức là bằng entropy của một cái event và trừ đi một cái entropy của cái hỗn hợp event. Thì tức là cái gain của cái việc là các bạn đi chơi golf dựa vào thời tiết, nó sẽ phụ thuộc vào cái entropy của cái việc các bạn đi chơi golf trừ đi cái entropy của cái việc các bạn đi chơi golf và dựa vào cái thời tiết đó. Thì trong một bài toán mà các bạn có nhiều feature, ví dụ như là thời tiết, nhiệt độ, ánh sáng chẳng hạn, thì cái feature mà các bạn chọn lựa để mà maximize được information gain thì tức là các bạn sẽ phải minimize được cái entropy, đúng không nào? Tại vì là cái entropy của cái việc đi chơi golf nó giống nhau, nó là một cái số nhất định rồi. Thì bây giờ cái việc information gain các bạn sẽ phụ thuộc xem là cái trừ entropy của cái phần yếu tố tiếp theo như là thời tiết hay là nhiệt độ nó lớn hay nhỏ ra làm sao. Nên là khi mà các bạn muốn gain được nhiều thì các bạn phải giảm entropy đi. Tức là nếu mà muốn maximize information gain thì mình phải minimize cái entropy. Cái này các bạn rõ chưa ạ? Thì sau khi hiểu được cái vấn đề là mình phải minimize cái entropy, mình sẽ đến cái bước tiếp theo là làm thế nào để tính được entropy nhá. Ở đây mình thấy ví dụ entropy của play golf là 0.94 này, và entropy của cái play golf dựa vào thời tiết là 0.693. Bây giờ mình sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là làm sao mà lại có cái giá trị như thế. Đầu tiên là cái entropy của một đơn vị là gì? Là bằng sum của cái trừ P E nhân với cả log base 2 PE nhá. P ở đây tức là probability ấy. Thì các bạn thấy ở đây ví dụ này, ở đây play, khi các bạn đi chơi gọi là play golf ạ, thì có 9 người nói có và có 5 người nói không. Thì tức là cái entropy của cái việc play golf thì nó sẽ tương ứng với cả entropy của 5 và 9. Thì tức là entropy của 0.36 và 0.64. 0.36 ở đây tức là probability là bằng 5 chia cho 14, và 0.64 là bằng 9 chia cho 14. Và áp dụng cái công thức như trên thì các bạn tính được là P1 là bằng 0.36 ha, P2 là bằng 0.64. Thì cái hàm entropy này thực ra nó chỉ là bằng sum của trừ của P1 nhân với cả log base 2 của P1 với cả P2 nhân với log của base 2 của P2 thì bạn ra được cái số 0.94. Thì đây là công thức để bạn tính được cái entropy của play golf, đúng chưa nào? Bây giờ khi mà các bạn đưa một yếu tố thứ hai vào là ví dụ yếu tố thời tiết nha, thì bây giờ cái bảng của các bạn bây giờ nó không chỉ là kiểu chỉ có yes và no nữa, bây giờ nó sẽ có là yes no của cái play golf nhưng mà từng cái mảng khác nhau của thời tiết, ví dụ như là trời nắng hay là overcast hay là rainy chẳng hạn. Thì khi các bạn tính entropy của việc play golf dựa vào cái outlook thì bây giờ nó lại là bài toán đưa vào là tổng của cái probability của từng cái sự kiện nhân với cả entropy tại cái sự kiện đó. Ví dụ như là play golf và outlook có 3 cái giá trị đúng không, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ là bằng tổng của probability của trời nắng này nhân với cả entropy của cái play golf tại cái giá trị trời nắng đấy, cộng với cả probability của overcast nhân với cả entropy của tại cái overcast, và cuối cùng là cộng với cả
probability của trời, của rainy nhân với cả kiểu entropy tại cái khoảng rainy đó, thì các bạn ra được cái số là 0.693. Thì cái này cũng khá là toán, cũng khá là cơ bản thôi. Và sau khi mà các bạn đã tính, các bạn biết được cái cách tính của entropy của Plagoff và cái cách tính entropy của Plagoff và Alok rồi, thì các bạn trở về cái slide đầu tiên, các bạn có thể tính được cái information gain của Plagoff given là cái Alok của mình là như thế nào. Và đấy là cái công thức các bạn sẽ dùng để so sánh xem là đâu là information gain của Plagoff dựa vào thời tiết này, đâu là information gain của Plagoff dựa vào nhiệt độ, đâu là entropy, đâu là information gain của Plagoff dựa vào ánh sáng chẳng hạn. Và nếu mà cái entropy, nếu mà cái information gain của các bạn tại cái event là Plagoff dựa vào thời tiết nó là cao nhất trong ba cái feature đó, thì các bạn hiểu được rằng cái outlook, tức là thời tiết, nó trở thành cái feature mà mình đang xét đến. Và sau khi mà mình chọn được feature rồi, mình áp dụng cái công thức này để mình tính xem là dựa vào những cái giá trị ở trong cái outlook là sunny, rồi thì outcast, rồi thì rainy, thì cái giá trị nào cho bạn cái information gain lớn nhất để trở thành một cái yếu tố tiên quyết để cái cây của các bạn có thể ra được cái quyết định. Thì đó là decision tree nhá, rất là đơn giản, một cái cây chỉ có vậy thôi. Bây giờ sau khi mà build được một cái decision tree rồi, mình sẽ nghĩ xem là cái random forest là như thế nào. Bây giờ random forest tức là nó có hai mảng, mảng đầu tiên là random tức là ngẫu nhiên, mảng thứ hai là forest tức là rừng nhá. Bây giờ mình sẽ đi vào từng yếu tố này. Forest là tại sao lại gọi là rừng, rừng cây tức là có rất là nhiều cây. Bây giờ các bạn ví dụ ở đây có 6 cái cây đi. Bây giờ 6 cái cây này sẽ mỗi một cái cây sẽ đưa ra một quyết định. Và ví dụ như là 4 cái cây nói là không đi chơi golf, 2 cái cây nói đi chơi golf. Thì bây giờ các bạn có thể dựa vào ý kiến của 6 cái cây này, các bạn quyết định xem là có nên đi chơi golf hay không. Và thường trong những bài toán random forest thì người ta có thể là, hoặc là người ta lấy số vote của số đông, tức là số phiếu nào được chọn nhiều nhất thì mình sẽ đi theo cái đáp án đó. Hoặc đôi khi là trong những bài toán regression, tức là chọn một giá trị cụ thể ấy, thì người ta có thể tính số trung bình. Ví dụ như là có 10 cái cây và giá trị trung bình mỗi một cây, cây sẽ đưa ra một cái giá trị, ví dụ về dự đoán về income của các bạn, nên mỗi một cái cây đưa ra một cái số nào đó. Sau khi mà 10 cái cây này ra quyết định rồi thì các bạn quyết định là sẽ chọn cái giá trị trung bình của 10 cái cây đấy để dự đoán được cái giá trị income năm 2021 của mình chẳng hạn. Thì đấy cũng là một cách để mà các bạn dùng make cái decision dựa vào cái yếu tố random forest. Thì đấy là mình giải thích được cái forest là như thế nào rồi nhá. Bây giờ mình sẽ giải thích xem là yếu tố random nó là từ đâu. Random tức là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên tức là sao? Mỗi một ngẫu nhiên thì nó sẽ từ hai phía. Cái đầu tiên đấy là random sampling, tức là mỗi một cái cây sẽ được huấn luyện với một cái nhóm data ngẫu nhiên. Tức là ví dụ các bạn có 20 data point đi, từ năm 2000 cho đến 2020 chẳng hạn. Nhưng mà để mà train được cái cây số 1, các bạn không dùng cả 20 cái data point đấy, các bạn chỉ chọn 15 data point ngẫu nhiên nào đấy trong vòng 20 đấy thôi. Cái cây số 2 các bạn cũng chọn ngẫu nhiên 15 hoặc là thậm chí 17, cái này thì là tùy vào các bạn. Và sau khi các bạn vào với mỗi một cái loại data khác nhau thì đương nhiên các cái cây của các bạn có thể cũng sẽ ra những cái quyết định khác nhau. Cái yếu tố ngẫu nhiên thứ hai thì đấy là yếu tố random feature selection. Tức là với mỗi một cái cây sẽ lại cần một cái nhóm feature subset khác nhau. Ví dụ như là các bạn có dự đoán income chẳng hạn ha. Trở về cái bài toán đầu tiên là các bạn có ba yếu tố là tuổi này, trình độ học vấn và kinh nghiệm. Bây giờ cái cây đầu tiên các bạn chỉ cho hai yếu tố thôi là tuổi và kinh nghiệm. Cái cây số 2 các bạn cho cả ba yếu tố. Cây số 3 chỉ cho hai yếu tố là kinh nghiệm và trình độ học vấn thôi chẳng hạn. Thì khi mà các bạn đưa những cái set of feature khác nhau như thế thì cái cây cũng sẽ đưa ra những cái quyết định khác nhau. Và vì cái hai yếu tố kiểu random sampling và random feature selection này mà cái rừng cây của các bạn nó trở thành một cái random forest. Và mình hy vọng rằng cái sự ngẫu nhiên này
nó có thể giúp cho mình giảm được cái tính gọi là bias của cả cái rừng cây. Và khi mà các cái cây này mất những cái yếu tố tiên quyết một cách ngẫu nhiên chẳng hạn, thì cái yếu tố quyết định cuối cùng nó sẽ không bị bias vào một cái giá trị cụ thể nhất định nào đấy, mà nó sẽ cho mình một cái giá trị tổng thể và có mang tính khái quát hơn. Thì đấy là giá trị, là lý do vì sao mà mình có thể dùng được Random Forest. Bây giờ đến cái phần gọi là so sánh linear regression và tree models nhé. Thì khi mà so sánh thì mình sẽ dùng pro và cons. Thì cái linear regression có một số những cái ưu điểm, đấy là một là nó rất là đơn giản, nghĩa là mình có thể trình bày nó trong vòng kiểu 5 phút hoặc là 10 phút, có thể các bạn nói lâu hơn khoảng 1 tiếng cũng được, nhưng mà thông thường thì nó khá là đơn giản. Mọi người có điểm data xong có một cái đường thẳng, ồ thế là mọi người hình dung được bạn đang làm cái gì. Cái thứ hai là vì là nó đơn giản hơn cho nên là cái yếu tố tính toán của nó cũng đơn giản hơn rất là nhiều. Và cái cuối cùng là kiểu vì nó là một cái loại model khá là đơn giản thì nó sẽ không bị, nó không prone to overfitting, tức là các bạn không sợ lo là kiểu cái data của mình nó, cái model của mình nó chỉ dự đoán được tốt ở trong cái data mình đưa cho thôi, chứ còn sau khi đưa cái yếu tố mới vào thì nó lại không thể dự đoán được, thì đấy là overfitting. Nhưng mà cái cons, tức là những cái điểm yếu của linear regression ấy, thì là một là nó có rất là nhiều những cái constraint. Các bạn ở đây là mình đã đi qua cái bước gọi là có những cái yếu tố assumptions ở trong cái linear regression rồi, như là independence of variable hay là linearity assumption, tức là phải có một cái mối quan hệ đường thẳng nào đấy chẳng hạn. Cái điểm yếu thứ hai đấy là nó không có less interpretable, tức là nó không có dễ để các bạn thì giải thích được, nghĩa là sau khi các bạn fit cái tree, cái đường thẳng đó thì nó cho các bạn những cái trọng số, nhưng mà đôi khi các bạn không thể giải thích rõ được là những cái yếu tố trọng số đấy hay những cái feature của các bạn nó ảnh hưởng nhiều ít như thế nào, tương tác như thế nào với nhau, trong khi có thể giải thích được cái yếu tố kết quả y cuối cùng. Và cái thứ ba đấy là các bạn cần khá là nhiều data. Ví dụ nếu mà các bạn có một data set là chỉ có 2 điểm chẳng hạn, thì đương nhiên 2 điểm đổi thành một đường thẳng rồi, tuyệt vời đúng không? Nhưng mà để ra được một cái bài toán tìm được những cái trọng số có ý nghĩa thì bạn phải cần rất là nhiều data để có thể giải quyết được cái bài toán đó. Thì đấy là linear regression. Bây giờ mình nhìn sang trees nhá. Trees thì cũng có rất là nhiều điểm mạnh, ví dụ như là dễ để có thể giải thích, như là khi mình vẽ cái model đấy ra là các bạn có thể thấy được là từng tầng một là cái tree nó sẽ nhìn vào cái feature gì, và cái threshold, nghĩa là cái phần chia các nhóm của nó ra làm sao. Khi bạn trình bày cho sếp chẳng hạn, ồ sếp nhìn vào cái tree thấy cũng dễ hiểu đấy, mình cũng hiểu được là nó đang làm cái gì. Cái thứ hai là tree có thể giúp các bạn giải thích được những cái mối quan hệ nó phức tạp hơn là cái mối quan hệ đường thẳng. Tại vì là nó là đi vào từng tầng một đúng không? Cái tầng trước với tầng sau thì có thể là nó nhìn nó có khi chẳng liên quan đến nhau lắm, và đương nhiên là khi mà fit một đường thẳng có khi nó chẳng bao giờ làm chung một đường thẳng cả. Và cái thứ ba là các bạn nếu mà dùng tree vì cái độ phức tạp của nó lớn hơn, các bạn có thể sử dụng được cái smaller data set để có thể tìm được cái giá trị, những cái trọng số nó có ý nghĩa trong cái phần quyết định của mình. Tuy nhiên vấn đề của cái trees là vì nó complicated hơn thì nó lại rất là dễ để mà overfitting, nghĩa là các bạn cứ đi dần, nếu mà các bạn mà build những cái cây tree của mình nó càng lớn hay là nó càng phức tạp thì cái tree của các bạn nó sẽ learn để mà nó fit được cái data các bạn rất là well. Nhưng mà mặc dù là có thể nó learn để mà fit cái data rất là well, nhưng mà khi các bạn đưa cho một cái dữ liệu hoàn toàn mới chẳng hạn, tự nhiên là nó không hiểu, nó không biết là phải làm gì nữa, thì tự nhiên là cái cây đấy trở nên là không có hữu ích nữa. Và cái vấn đề thứ hai là nó rất là dễ bị affected by noise, tức là các bạn có nhiều những cái yếu tố bên ngoài, outliers hay là noise chẳng hạn, là nó cũng sẽ bị ảnh hưởng trong cái phần quyết định của mình. Thì dựa vào cái phần điểm mạnh và điểm yếu của hai cái loại models này thì thường mình sẽ đi vào những cái ứng dụng khác nhau nhé. Linear regression thì thường đưa
đưa vào khá là phổ biến, vẫn là rất là phổ biến ở trong nghiên cứu thị trường hay là dự đoán doanh số bán hàng hay là dự báo thời tiết, và thường là ở trong time series chẳng hạn thì thường người ta cũng rất là hay fit cái linear regression vào để các bạn dựa vào gọi là historical data, nghĩa là data trong quá khứ mà các bạn có thể dự đoán được tương lai chẳng hạn. Ở rất nhiều ở những cái consulting firm như là economic consulting firm thì linear regression vẫn là một cái loại model mà rất nhiều người dùng, và đặc biệt là ở trong cái ngành kể cả là nghiên cứu là ở ngành kinh tế học thì họ dùng linear regression rất nhiều, vì cái bài toán mà họ hướng đến không phải là cái bài toán dự đoán về tương lai nhiều, mà bài toán của họ là dùng data để giải thích một cái yếu tố nào đấy, ví dụ nền kinh tế 2021 đâu là những yếu tố ảnh hưởng đến nó chẳng hạn, hay là thời kỳ thế chiến thứ hai kinh tế khủng hoảng thời đó tại Mỹ thì đâu là những yếu tố ảnh hưởng giải thích cho cái sự khủng hoảng của nền kinh tế đấy. Thì vì cái yếu tố muốn giải thích hiện tượng, sự vật hiện tượng thì linear regression trở thành một cái đối tượng rất là được ưa dùng ở trong nhóm, kể cả ở trong nghiên cứu cũng như là ở trong industry. Cái bài toán cây thì cũng là một bài toán được sử là cái cũng là một cái loại model được sử dụng rất là nhiều, và như mình nói ban đầu cái cây thật ra là rule based, tức là dựa vào các cái quy luật, nên là các bạn có thể dùng tree để mà classify hay là dùng tree cho regression model tùy các bạn, và tree có thể được ứng dụng ở trong dự đoán bất động sản, dự đoán giá cổ phiếu hay là hành vi ăn cắp thẻ tín dụng, nói chung là rất rất nhiều. Và hiện tại bây giờ thì rất là nhiều công ty, các tập đoàn khi mà dùng những cái bài toán đưa machine learning vào giải quyết các vấn đề thì họ cũng hay dùng decision trees đó, tại vì nó rất là dễ giải thích cho những cái người làm business chẳng hạn, những cái người mà không thật sự hiểu về data science, và nó cũng không cần phải có quá là nhiều data để các bạn có thể train được một cái good model. Thì đấy là phần mình vừa mới chia sẻ về linear regression và decision trees nhé. Hai phần này bọn mình rất hy vọng là các bạn hiểu rõ về thuật toán cũng như là cấu trúc dựa vào những cái yếu tố cụ thể mà bọn mình vừa mới chia sẻ. Có bạn nào có câu hỏi nào liên quan đến trees hay là ứng dụng của hai cái phần model này không? Có một bạn khán giả từ livestream đặt câu hỏi về phần đầu tiên này, thì đấy là các yếu tố X có cần phải độc lập hay không ạ? Câu hỏi từ bạn Richard Hoàng từ livestream. Cảm ơn chị. Cái ý độc lập thực ra mình cũng không hiểu rõ lắm ý độc lập là như thế nào, nhưng mà các cái yếu tố này thường là nó kiểu không có kiểu related hay là có covariance với nhau, thì có thể là bạn có cái ý độc lập là như thế. Thì có một trong sáu cái assumptions của linear regression là có liên quan đến các cái yếu tố này nó như thế nào. Tuy nhiên là đôi khi là kiểu rất là khó để mình đạt được assumption đó, thì mình có một số những cái phương pháp để giúp các bạn select feature hay là loại bỏ những cái yếu tố mà nó không độc lập hay là nó tương tác quá nhiều với nhau. Ví dụ như là lasso chẳng hạn, thì là nó cũng là một cái yếu tố mà khi mà hai yếu tố x1 và x2 chẳng hạn đi, nó quá là gần gũi với nhau thì có thể là nó sẽ loại bỏ hẳn một yếu tố x1 đi, và toàn bộ cái weight, cái trọng lượng của các bạn nó sẽ đưa vào cái yếu tố x2 chẳng hạn. Thì bạn có thể tìm hiểu thêm về bài toán lasso regression nhá, để hiểu xem là khi hai yếu tố nó không độc lập thì mình có thể làm thế nào để giải quyết vấn đề đấy. Còn câu hỏi nào không nữa mình? À, dạ hiện tại thì chưa có câu hỏi gì thêm ạ. Ok. Thì mình chỉ tiếp tục. Cảm ơn. Bây giờ mình sẽ nói qua về neural network ha. Cái này thì nó là một cái phần khá là phức tạp và bọn mình cũng không muốn đi quá là sâu vào vì nó vượt quá cái mục đích của bài chia sẻ ngày hôm nay. Thì bọn mình chỉ nói tổng quan giúp các bạn hiểu. Neural net thì thật ra là có
Neural net thì nó là một cái loại model mà hy vọng có thể áp dụng được vào cái neuron thần kinh của con người đúng không? Thì tức là mình sẽ để cho dễ hình dung, mình sẽ thấy là bộ não của con người hay là cái neural net nó có sẽ rất là nhiều neuron nhá. Thì bây giờ mình sẽ tập trung vào tìm hiểu một cái neuron hay được gọi là perception, xem là nó làm cái gì trước. Sau khi mà mình hiểu được cái một cái neuron này nó làm gì rồi thì mình có thể sẽ hiểu được xem là một cái layer nó có rất là nhiều neuron thì nó sẽ làm cái gì, và một cái neural net là nó có rất nhiều những cái layers và mỗi một cái layer sẽ có rất là nhiều cái neuron như thế thì nó làm cái gì. Thì đầu tiên là mình sẽ tập trung vào cái perception, tức là cái một cái neuron trước nhá. Thì một cái neuron của các bạn thấy như hình vẽ ở đây là các bạn sẽ có data, tức là x1 này thời gian nó chỉ là một cái constant, là số thực thôi. Thì nó sẽ có từ x1 cho đến xn này, và nó sẽ có một cái gọi là weight. Khi các bạn có n input, tức là ví dụ là n là 10 đi, các bạn có 10 input thì các bạn sẽ có 10 weight. Và cái hàm và trong cái neuron này thì mình sẽ lấy cái dot product của cái data x với cả cái weight w, và sau đấy là mình sẽ có, mình cộng nó hết lại, tức là sum của mình sẽ có là sum của dot product của x1 với w1 cho đến x10 với w10 chẳng hạn, thì sẽ ra được một cái sum. Sau khi mình ra được một cái sum này rồi thì mình sẽ pass cái đấy qua một cái step function, hay nó gọi là activation layer, để ra được một cái output. Thì tức là với mỗi cái neuron này, sau khi mà có dot product để ra with the sum và pass it through cái step function, thì mình sẽ có một cái output là cái giá trị đại diện cho cái neuron đó, được chưa nào? Thì tức là một cái neuron nhá. Bây giờ sau khi mà mình có một neuron rồi, bây giờ mình nhìn vào một cái layer của mình, ví dụ như các bạn thấy ở đây là một cái layer của mình ví dụ có bốn cái neuron nha. Thì cái layer đấy là sẽ có bao nhiêu weight nhỉ? Tức là cái neuron đầu tiên là sẽ có ví dụ 10 điểm đi. 10 điểm ở đây là input layer của mình, ví dụ có 3, 3 data point thôi, 3 điểm thôi. Thì tại cái layer đầu tiên, layer 1 của mình là có 4 neuron nhé. Với mỗi neuron là mình sẽ có 3 cái weight ha. Thì khi mà tại cái layer này mình sẽ có 3 nhân 4, tức là 12 cái weight là trọng, là gọi là trọng số. Thì đấy là một cái layer. Một cái neural net sẽ có thể có nhiều layer, ví dụ có 3 layer đi. Sau khi một cái layer 1 là mình có output của từng cái node rồi. Sau đấy mình sẽ sang layer số 2, nó cũng sẽ giúp các bạn tính được cái output của cái sau cái layer số 2. Và cái output của cái layer thứ hai này thì nó lại coi cái giá trị của cái layer thứ nhất này là trở thành input, và nó cũng sẽ lại áp dụng cái công thức như mình vừa mới nói là gì, là dot product của data với cả weight, và sau đấy thành một cái weighted sum, sau đấy là đi qua một cái activation function. Thì đấy là cái chiều forward, tức là nó sẽ tính toán như thế dần 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 cho đến khi nào mà ra được cái final layer, để các bạn ra được cái tính tiên quyết là ví dụ như là classification là nhóm nào chẳng hạn. Thì đấy là forward ha. Là bây giờ các bạn sẽ tính là forward rồi, nhưng mà cái quan trọng mà mình muốn tìm ở đây là tìm cái trọng số, là cái weight đúng không? Thì làm sao mà mình có thể tính được cái weight đó? Thì cái weight này nó được tính bằng cách là mình sẽ phải go backward để mà mình đi qua một cái loss function, và làm sao các cái weight của mình là tính toán như thế nào mà mình có thể minimize được cái loss function đó. Thì đấy là bài toán neural net ở trong một cái tầm cực kỳ là cao ấy, tức là đi đằng trước tính toán như thế nào, và sau đấy đi đằng sau là mình sẽ có differentiation, rồi thì backpropagation, nó là những cái sâu hơn mà nếu bạn nào thực sự muốn tìm hiểu thì cũng có thể tham khảo thêm, xem là backpropagation nó là như thế nào và tính được những cái weight ra làm sao để có thể minimize được cái loss function. Và cái này thì cái loss function thường thì nó sẽ dùng là cross entropy, thì bọn mình ở đây không có muốn đi vào cụ thể quá là cross entropy tính toán như thế nào, nhưng mà hy vọng là nếu bạn nào thực sự
muốn thì mình có thể trao đổi thêm về sau. Thì đấy là neural net ở trong một cái mức độ cực kỳ là high level, từ cái neuron cho đến tính toán ngược xuôi. Nhưng mà ở đây mình nghĩ là với các bạn thì có rất nhiều bạn sẽ quan tâm hơn về cái ứng dụng của neural net. Neural net thì gần đây, hay là deep learning á, học sâu, thì gần đây cùng với cái sự phát triển của infrastructure thì có neural net hay deep learning có những bước tiến vô cùng vượt bậc ở trong cả hai lĩnh vực đấy, là computer vision hay là NLP. Và đôi khi là các bạn thấy người ta nói là ồ, bây giờ có thể sử dụng hình ảnh mà model có thể dự đoán được là tế bào ung thư chẳng hạn, thì đấy cũng là một trong những cái sản phẩm hay là thể hiện được cái bước tiến đột phá ở trong deep learning. Hay là bây giờ họ đã có thể xây dựng những cái chatbot hay là những cái máy mà kiểu đọc hiểu văn bản thực sự là rất là thông minh, rất là giỏi. Thì đấy là những cái thành tựu mà deep learning đã đạt được. Về mặt ứng dụng thì có như mình vừa mới nói, chẩn đoán hình ảnh, nhận diện gương mặt, hay là hoàn thành câu hỏi và trả lời câu hỏi chẳng hạn. Thì đó là một số những cái ví dụ về deep learning. Những cái ví dụ cụ thể hơn mà các bạn thấy trong đời sống hàng ngày là ví dụ như là Google Translation chẳng hạn. Translation bây giờ rất là tốt, và đấy cũng là một trong những thành quả của deep learning. Và nếu bạn nào muốn tìm hiểu hơn, sâu hơn, thì deep learning là một mảng rất là rộng. Mình sẽ có thể bắt đầu tìm hiểu từ cái phần công thức đơn giản trước, là cấu thành của cái deep learning như thế nào, từ cái network nó ra làm sao, và build được một cái network, tức là gồm có những cái layers như thế nào, rồi với mỗi một cái layer mình sẽ có cái cách tính khác nhau về cái weighted sum hay là activation khác nhau như thế nào, thì sẽ dành cho những bạn mà kiểu có thể là muốn tìm hiểu sâu hơn về deep learning. Thì đây chính là phần kết thúc của cái bài chia sẻ ngày hôm nay. Thì bây giờ các bạn có thể sẽ chơi một cái trò chơi này, và các bạn nào có câu hỏi thì bọn mình có thể tiếp tục chia sẻ ở phần sau của chương trình nhé. Bây giờ mình sẽ dừng stop sharing ha. Chào các bạn. Xin cảm ơn chị Nhung về bài giảng rất thú vị cũng như là chuyên sâu ạ. Sau đây thì bọn mình sẽ tới phần mini game có thưởng. Và top 3 bạn trả lời đúng và nhanh nhất thì sẽ được nhận các phần quà là các gói học bổng, khóa học online về machine learning đến từ nhà tài trợ FPT Software và FPT Academy. Xin cảm ơn nhà tài trợ. Và sau đây thì mình xin mời bạn Linh là moderator sẽ giúp moderate phần mini game này nhé. Mời Linh. Xin chào các bạn, bây giờ mình sẽ share screen trò chơi của chúng mình ngày hôm nay. Các bạn có nhìn thấy màn hình được không nhỉ? Ok, thì bây giờ để các bạn sẽ vào lấy điện thoại của mình ra, vào trong trang web www.khoot.it và nhập mã game pin vào. Và đề nghị các bạn là mình sẽ dùng tên đầy đủ của mình nhé, để mình có thể trao được giải thưởng cho bạn nào thắng ở cuối giải chương trình. Nhiều hết rồi đây này.
Rồi, vậy thì mình sẽ bắt đầu khi người chơi lên đến 60 người nhé. Rồi, các bạn sẵn sàng chưa? Mình sẽ bắt đầu này. 3, 2, 1. Đây là câu hỏi đầu tiên. Đầu tiên, đáp án chính là entropy hoặc information gain. Có đến 43 bạn trả lời câu hỏi chính xác. Mình sẽ chuẩn bị câu thứ hai nhé. Bạn Quốc Trí đang hiện đang dẫn đầu với 963 điểm. Tiếp theo là bạn Hào Quang Phương với 953 điểm. Bạn Khoa Huỳnh với cũng đồng số điểm là 953. Mình sẽ bắt đầu câu hỏi thứ hai. Thứ hai này đáp án chính là work well even with a small data set. Có đến 21 bạn đã được đáp ứng đủ thời gian để trả lời câu hỏi này. Mình sẽ xem ai đang đứng vị trí đứng nhất trong câu hỏi này nhé. Wow, có một sự thay đổi đáng kể. Dẫn đầu đang là bạn Đào Lê Dũng với 1843 điểm. Thứ hai là bạn Minh Vũ và thứ ba là bạn Hà Quang Phước. Chúng mình sẽ bắt đầu câu hỏi thứ ba nhé. Các bạn sẵn sàng chưa? Câu hỏi thứ ba là true or false. Bạn sẽ chỉ chọn một trong true hoặc là hai là false. Mình sẽ có đến 29 bạn đã trả lời câu hỏi đứng trong câu hỏi này. Mình sẽ đến xem ai sẽ là đứng thứ nhất nhé. Bạn Đào Lê Dũng vẫn đang dẫn đầu với 2815 điểm. Tiếp theo là bạn Minh Vũ và đứng thứ ba là bạn Khoa Huỳnh. Mình sẽ đến câu hỏi thứ tư. Thứ tư này hình như đây là một câu hỏi khá là khó đối với cho các bạn vì chỉ có 5 bạn trả lời đúng thôi. Đó là chính là Neural Network. Và nếu các bạn thắc mắc vì sao đó là Neural Network, các bạn có thể dành câu hỏi để cho chị Nhung vào phần Q&A của chương trình.
Và bây giờ chúng mình sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của mini game ngày hôm nay. Bà bây giờ trước khi đó thì hãy xem ai là người đứng vị trí thứ nhất sau câu hỏi này nhé. Có một sự thay đổi đáng kể, bạn Phúc Meo Meo đã lên vị trí thứ nhất với 2.818 điểm. Tiếp sau đó vẫn là bạn Đào Lê Dũng và bạn Minh Vũ. Và bây giờ chúng mình sẽ đến với câu hỏi cuối cùng. Giờ bắt đầu. Có thể là nhưng mà phải kiểm soát với mức độ ảnh hưởng của yếu tố thời gian. Vậy bây giờ chúng mình hãy cùng tìm xem ai là người chiến thắng nhé. Đứng ở vị trí thứ 3 là bạn Hà Đinh với 3.155 điểm. Thứ 2 là Phúc Meo Meo. Và vị trí nhất là thì chúc mừng bạn Minh Vũ. Thì chúc mừng các bạn đã được cùng một thắng giỏi. Và các bạn nào giành được chiến thắng xin vui lòng các bạn vui lòng gửi inbox trên fanpage của chúng mình và chúng mình sẽ gửi phần quà của nhà tài trợ cho các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn đã tham dự trò chơi ngày hôm nay. Cảm ơn Linh vì trò chơi rất thú vị. Xin chúc mừng bạn Minh Vũ, bạn Hà Linh và bạn Phúc Meo Meo lần nữa nhé. Trong phần tiếp theo của chương trình thì bây giờ có lẽ là mình sẽ mời các bạn có thể bật webcam lên để chúng ta cùng giao lưu với chị Nhung. Trong phần này thì bạn nào có câu hỏi thì vui lòng là sẽ giơ tay ở trong Zoom hoặc là chat vào Zoom chat để bọn mình có thể biết thứ tự, và nó sẽ là first come first serve. Bạn nào đặt câu hỏi trước thì bọn mình sẽ mời unmute, giới thiệu bản thân và đặt câu hỏi trực tiếp với chị Nhung nhé. Hiện tại thì mình có thấy một câu hỏi ở Zoom chat của bạn Hà. Mời bạn có thể bật webcam, unmute và đặt câu hỏi trực tiếp cho khách mời. Mời bạn. Chào mọi người, mình tên là Hà. Em chào chị Nhung và cảm ơn chị rất là nhiều vì bài giảng của chị rất là dễ hiểu ạ. Thì em có một câu hỏi liên quan đến phần linear regression ấy. Thì em có biết là nếu như mà giả sử như là mình có quá nhiều feature chẳng hạn thì có thể mình sẽ dẫn tới cái việc multiple comparison problem ấy. Thì chị có suggestion nào cho cái hướng giải quyết không ạ? Cái vấn đề khi mà mình có quá là nhiều features thì mình sẽ dẫn dễ đến overfitting ha. Thì để giải quyết cái bài toán này thật ra cũng có khá là nhiều cách. Cái cách đầu tiên là các bạn có thể chỉ lựa chọn một subset of feature thôi, thì nó sẽ giảm thiểu được cái số lượng quá nhiều của feature. Cái thứ hai là có một số các cái cách liên quan đến feature selection như mình có nói qua. Đấy là ví dụ các bạn dùng regularization như là lasso chẳng hạn. Nó cũng là một cái cách thức để mà các bạn loại ra được những cái feature mà nó khá là gần giống nhau hay có liên quan đến nhau chẳng hạn. Và cái thứ ba đấy là trong một cái bài toán feature selection mình có thể sử dụng cái dimension reduce, cái một số phương pháp như kiểu PCA chẳng hạn. Thì thay vì là kiểu có bài toán gồm có 100 features thì mình bây giờ biểu diễn cái data của mình dưới kiểu 10 features thôi. Thì cái này nó không phải là các bạn bỏ feature nào hay không bỏ feature nào, nó chỉ là một cái cách thức khác để các bạn biểu diễn những cái data của mình dưới một cái góc độ mà ít feature hơn. Ví dụ như là bây giờ có 3 feature như là kiểu chua, cay hoặc là mặn chẳng hạn, đúng không? Thì bây giờ
bây giờ thay vì là có ba cái feature đấy, mình có một cái feature mới tên là chua mặn chẳng hạn, thì cái feature chua mặn đấy nó đã mang cái yếu tố chua và mặn vào rồi, thì đấy là một cách giúp các bạn giảm được cái số lượng features của mình. Cảm ơn câu hỏi của bạn, cảm ơn chị Ngọc ạ. Các bạn ở đây, các bạn có câu hỏi nào cho khách mời được không? Trong phần này thì mình sẽ ưu tiên các bạn attend Zoom trước nhá, vì các bạn có vị trí ưu tiên. Nếu mà chờ khoảng trong một ít phút nữa, nếu mà bạn các bạn không có câu hỏi thì mình sẽ nhường quyền hỏi cho các bạn đang xem livestream trực tiếp. À đây, hiện tại thì có bạn Ngọc Ngô đang giơ tay. Mời bạn có thể unmute, bật camera và đặt câu hỏi cho chị Nhung nhé. Em chào chị ạ. Hiện tại thì em đang làm một project. Thì em có một tìm cái feature, nói chung là nó liên quan đến linear regression ấy ạ. Thì có một feature ở trong train data thì nó rất là correlate với cái sales mà em muốn predict. Nhưng mà cái feature này nó lại không có ở trong test data, thì theo chị thì em nên kiểu làm như thế nào ạ? Nếu mà cái feature này nó ở trên train data mà không có ở test data thì các bạn có thể loại bỏ, tại vì nó không có yếu tố gọi. Nhưng mà nó lại rất là correlated thì... đúng rồi, mà... nó kiểu quá là correlated như thế, như là nó gọi là một cái data lake chẳng hạn, là cái bản thân cái feature đấy nó đã có khả năng quyết định được cái giá trị đọc ao các bạn được. Thì cảm ơn ạ. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Có bạn nào ở trong Zoom meeting có muốn đặt câu hỏi nữa không? Có bạn Đào Lê Dũng muốn đặt câu hỏi. Vâng, mời bạn. Bạn có thể bật camera, giới thiệu bản thân và unmute bây giờ nhé, để đặt câu hỏi cho chị Nhung. Alo, bạn Dũng ơi, bạn có thể bắt đầu nhé. Alo ạ, mọi người nghe được không ạ? Ok. Em cảm ơn chị Nhung về bài thuyết trình rất là dễ hiểu ạ. Em có một câu hỏi cũng là thắc mắc, em cũng chưa có kinh nghiệm về phần xử lý khi mà trong linear regression mình có một số các feature nó bị gọi là có tồn tại correlation với nhau. Và em khi mà trên cái model ra thì nó cảnh báo về phần bị đa cộng tuyến ạ, multi collinear, thì mình nên xử lý cái từng trường hợp đấy như nào, vì em không có quyền bỏ feature đi ạ. Cảm ơn ạ. Nếu mà bạn không có quyền bỏ feature nhưng mà bạn biết là những cái đấy nó kiểu highly correlated với nhau ấy, thì như mình nói lúc nãy là những cái phương pháp dùng regularization hay là feature selection nó rất là dễ để giúp các bạn có thể gián tiếp loại bỏ những cái feature đó. Khi mà các bạn áp dụng một cái hàm cái lasso, tức là bạn đưa thêm một cái term mới vào, thì nó sẽ tự khắc là nó sẽ punish những cái feature mà nó highly correlated với nhau, và nó sẽ đưa toàn bộ cái trọng số, cái weight của bạn đưa về một cái giá trị thôi, một cái feature thôi chẳng hạn. Thì mình nghĩ là bạn có thể dùng cái phương pháp đấy nếu bạn không thể tự loại bỏ bằng tay. Cảm ơn bạn Dũng. Tiếp theo bạn Minh Vũ Quang. Bạn Minh Quang Vũ có một câu hỏi, thì bây giờ mời bạn có thể unmute, giới thiệu bản thân và đặt câu hỏi cho chị Nhung nhé. Em cảm ơn chị vì bài thuyết trình rất là hay. Thì em cũng có được học qua về cái thuật toán decision tree rồi ạ. Thì em biết được là thuật toán này nó còn có một tác dụng nữa là nó giúp mình tìm ra được độ quan trọng của từng feature ấy. Nghĩa là vì tất nhiên là không phải feature nào nó cũng đóng góp cho final output như feature nào, thì chị có thể nói rõ hơn về cái chức năng này của decision tree đúng không ạ? Vì theo như em hiểu thì random forest là nhiều cây nó cùng đưa ra một quyết định nó vote, thì
có phải là lúc nào mà số đông cũng là đúng không ạ? Tại vì là đôi khi một cái feature rất là quan trọng nhưng mà vì chỉ một mình nó là nó không có đủ tiếng nói để ảnh hưởng lên cái final output ạ. Hai câu hỏi này rất là hay. Chị trả lời câu hỏi đầu tiên trước nhé. Đúng là trees có một cái cách gọi là feature importance, nói về cái sự quan trọng của các cái features, và vì mình biết là tree nó đi theo từng tầng một và mỗi một tầng nó sẽ chọn những cái feature khác nhau, feature nhất định mà cho mình cái most important information gain, thì khi mà các bạn sau khi mà fit cái tree đấy rồi và các bạn biết là tree có thể rất là dễ bị overfitting chẳng hạn và mình chỉ muốn chọn một số những cái feature nó quan trọng nhất thôi, thì mình có thể sử dụng cái decision tree đó để mà lựa chọn ra một set, ví dụ như là top 5 hay top 10 features tùy vào cái số lượng data mà các bạn có, thì các bạn có thể dựa vào những cái feature cái phần chức năng đó của trees để mà giúp các bạn chọn lựa feature, và sau khi chọn lựa feature rồi thậm chí các bạn có thể đưa vào dùng linear regression chẳng hạn. Thì đấy là phần thứ nhất. Phần thứ hai mà bạn hỏi thì cũng là một câu hỏi rất là hay. Random thường thì không phải lúc nào số lượng cái tiếng nói đám đông cũng là tốt. Tuy nhiên là khi mà mình đã đưa vào random forest thì mình biết rằng là mình hy vọng cái tính ngẫu nhiên của nó và gọi là cái law of large number, đúng không? Tức là khi mà em vừa làm ngẫu nhiên và em lại build rất là nhiều tree thành một cái rừng rất là nhiều cây chẳng hạn, thì mình hy vọng rằng là nó sẽ giúp cho mình đưa ra một cái quyết định, một tính tổng quan nhất. Thì ví dụ rất là hiếm, khá là hiếm để mà có một cái cây nào đấy mà kiểu chỉ có đúng một cái feature đấy, nó vào đúng cái cây đấy và cái cây đấy chọn được cái feature và đưa ra quyết định đấy, trong khi là những cái ví dụ 999 cái cây còn lại không có được cái feature đấy chẳng hạn. Thì đấy là lý do vì sao mình có thể build được nhiều cây hơn, hay là cái cách xử lý chọn cái features để fit vào mỗi cái cây của mình nó phải hoàn toàn là ngẫu nhiên, random, để mà mình loại bỏ được tối đa những cái yếu tố là có một số những cái feature quan trọng mà lại không được đưa vào trở thành cái feature để giúp cái cây của mình có thể make được cái decision. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn câu hỏi của bạn nhé. Mình có thấy bạn Ngọc Ruby giơ tay. Bạn có muốn unmute và bật camera để đặt câu hỏi không? Em quên hạ tay thôi ạ. À ok. Vậy thì chắc là mình sẽ lấy thêm một câu hỏi nữa ở Zoom. Còn lại thì sẽ nhường một chút, một ít phút cuối để trả lời câu hỏi của các bạn qua livestream nhé. Câu hỏi tiếp theo mời bạn Phan Thiên Phúc. Bạn có thể bật camera, giới thiệu bản thân và đặt câu hỏi nhé. Em chào mọi người ạ. Em là sinh viên đang học tại Việt Nam đấy. Hiện tại em có một câu hỏi về cái vấn đề feature selection của mình á. Thì em thứ nhất là cái vấn đề feature selection, ý của mình đang nói về phương pháp nào. Em không chưa hiểu rõ cách mà mình đang nói đến việc nhắc đến feature selection. Thứ hai là cái nhận định của em như thế này có đúng, có chính xác không ạ? Bản chất của việc feature selection là giảm số lượng feature. Khi có quá nhiều feature thì mình sẽ gặp phải vấn đề về các có quá nhiều dimension và sẽ corrupt các dimension với nhau. Cái vấn đề chung của dimension curse thì nếu ta quyết định giải quyết bài toán bằng cách dùng các phương pháp feature selection để loại bỏ các feature, thì bản chất mình vẫn đang làm đánh mất dữ liệu, là mình phải xóa đi hay là giảm các trọng số, thì mình somehow chúng ta vẫn làm đánh mất cái thông tin đang có của dữ liệu gốc. Thì việc này có thể dẫn đến kết quả là mình nhận định của mình, cái prediction của mình không thực sự phản ánh đúng cái giá trị thực tế, bởi vì mình đã đánh mất một phần dữ liệu thực sự đã có. Em xin hết ạ. Cảm ơn bạn. Cái feature selection này mà mình đang nói đến là nhiều khi có thể 100 features nhưng mà thực ra chỉ có top 10 features là nó có thể giải thích được, hay là có thể giúp mình tiên đoán được, dự đoán được đến 95% cái giá trị cuối cùng. Vì vậy nên là mình có thể chỉ tập trung vào 10 feature đấy thôi chẳng hạn. Tuy nhiên là cái số liệu mà mình đưa ra có thể là nó hơi bị gọi là quá là nó hơi bị
gọi là optimistic quá đúng không? Nhiều khi là không thể nào mà kiểu trong 100 feature mà có mỗi 10 feature là tốt được cả. Nhưng mà đấy là cái bản chất của vấn đề. Cái thứ hai nữa là khi mà mình giảm features, số features ấy, thì như bạn nói là có thể mình sẽ bị mất đi một cái số các cái dữ liệu. Tuy nhiên là nếu mà mình tự tin rằng cái số lượng nhỏ features của mình có thể giải thích được phần lớn những cái kết quả mà mình đang mong tìm kiếm, hay có thể tìm được cái mối liên hệ giữa cái features của mình với cả cái phần y dự đoán chẳng hạn, thì mình hoàn toàn có thể loại bỏ những cái feature nó không có add được quá là nhiều value cho cái việc là chọn lựa của mình. Cái thứ hai nữa là mặc dù là các bạn mất đi một số các phần dữ liệu thông tin, nhưng mà nếu mà những cái dữ liệu thông tin đấy nó chỉ add noise, tức là nó không giúp mà có thể còn làm cho mình bị dối, hay là cái model của mình nó bị dối, thì đấy là một cách mà mình giúp cái model của mình nhiều hơn là mình hại nó. Thì cái vấn đề là feature selection hay là feature engineer thực ra là một trong những bài toán khá là quan trọng, nghĩa là gần như là cái quan trọng nhất trong cái quá trình build model, vì cái công thức, cái algorithm thì nó khá là straightforward ha. Các bạn có từng cái feature các bạn fit vào một cái model thì nó sẽ ra kết quả thôi, nhưng mà làm sao mà tìm ra được cái feature tốt nhất hay là có thể quyết định được, dự đoán được, thì nó lại là một cái bài toán khó hơn rất là nhiều và nó cần khá là nhiều thời gian. Chị trả lời như thế bạn thấy rõ chưa, hay là theo bạn thì mình có thể bạn có muốn trao đổi thêm phần nào nữa không? Dạ em hiểu thêm rồi. Dạ em xin cảm ơn. Cảm ơn bạn Phúc. Vậy thì sau đây thì em sẽ xin chuyển tới chị Nhung các một số câu hỏi của các bạn qua livestream nhé. Câu hỏi thứ hai đến từ bạn Nguyễn Quý Hậu. Câu hỏi là yếu tố trong hàm linear có thể là bậc 2, phân thức, căn thức hay các hàm loga, lũy thừa không ạ? Được, đương nhiên rồi bạn. Vâng, vậy thì câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Kelly. Lasso là để string hệ số về không đúng không ạ? Ừ, đúng rồi. Tức là nếu mà có hai features x1 và x2 hoàn toàn giống nhau thì nó sẽ chọn lựa một cái và đưa cái còn lại về không. Thì khi mà mình nói về không, tức là mình đã loại bỏ cái feature đấy ra khỏi cái model của mình. Vâng, em cảm ơn chị. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Đạt. Em muốn hỏi là làm cách nào để chọn activation function hợp lý cho forward và backward propagation ạ? Ừ, cái activation này nhiều khi nó cũng là một cái mà ở trong deep learning họ nói là cũng không có phải là chứng minh được bằng khoa học, mà đôi khi là bằng experiment, tức là bạn thử những cái activation khác nhau. Thường thì trong những cái bài toán như là NLP hay là computer vision thì thường bọn mình thấy như là kiểu ReLU chẳng hạn là một cái activation function mà rất là phổ biến, và đôi khi là nó chỉ được chứng minh là sau khi họ đưa cái activation function đấy thì họ thấy cái model của họ perform better thì họ chọn cái activation function đấy thôi, chứ nó cũng khó để mà, nghĩa là bây giờ mình làm xong mình thấy kết quả tốt thì mình có thể go backward và mình cố giải thích xem vì sao cái activation này nó tốt, nhưng mà chưa chắc khi mà các bạn đưa một cái hoàn cảnh khác cái activation đấy của bạn nó lại còn phù hợp nữa, nên nó sẽ là bài toán experiment nhiều hơn là bài toán có thể chứng minh được bằng toán. Em cảm ơn chị ạ. Vậy thì sau đây vì thời lượng chương trình có hạn nên là có lẽ là mình sẽ xin wrap up cái phần Q&A tại đây. Một lần nữa thì thay mặt ban tổ chức chương trình, em muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới chị Nhung vì đã thiết kế một bài giảng thực sự vừa chuyên sâu vừa dễ hiểu và rất interactive với các bạn ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn chị. Trong những phần cuối của chương trình thì mời các bạn có thể check Zoom chat, bọn mình có để link cho survey. Hy vọng là các bạn đã có những kiến thức bổ ích sau buổi bài giảng ngày hôm nay, và các bạn hãy góp ý cho mình cũng như là chị Nhung để chúng mình có thể làm nên những cái chương trình thành công hơn trong phần sau nữa. Và một lần nữa thì mình sẽ xin chúc mừng bạn Hà Đinh, bạn Phúc và bạn Minh Vũ đã giành chiến thắng trong mini game ngày hôm nay. Các bạn hãy inbox page hoặc là comment ở trong Zoom chat email của các bạn để bọn mình có thể follow up và chia sẻ phần quà là các gói học bổng đến từ nhà tài trợ FPT Software đến với các bạn. Và chắc là có lẽ mình sẽ xin wrap up cái buổi workshop 1 tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chuỗi những cái sự kiện tiếp theo trong chuỗi sự kiện Data Science in Brief 2020 Beyond Textbook. Mình muốn xin nhắc lại là sự kiện tiếp theo là workshop thứ hai, là một tọa đàm chia sẻ về Adventure Learning in Data Science, sẽ
sẽ có 4 khách mời là những gương mặt đã thành công trong lĩnh vực data science ở tại nước ngoài, và họ sẽ chia sẻ về con đường học tập cũng như là apply tại những vị trí này. Panel 2 này sẽ diễn ra vào 8 giờ tối giờ Việt Nam là 9 giờ sáng ở giờ EST, Eastern Standard Time. Và tiếp theo sau đó thì bọn mình sẽ có workshop thứ 3, cũng là dưới dạng lecture 60 phút, là một chia sẻ đến từ bạn chị Trang là Data Scientist tại BioTouring, sẽ chia sẻ về chủ đề là Data Science for Social Impact, là chia sẻ về medical research của chị ấy, tức là biomedical research của chị ấy về single cell RNA sequence. Thời gian của workshop 3 thì sẽ là sáng chủ nhật 9 giờ sáng giờ Việt Nam, tức là 10 giờ tối giờ Eastern Standard Time. Và cuối cùng là panel về career, tọa đàm chia sẻ về việc phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực data science, thì các bạn sẽ có cơ hội được gặp lại chị Nhung nữa. Và trong workshop 4 này thì chị Nhung sẽ và các anh chị khách mời cũng sẽ chia sẻ về con đường sự nghiệp của họ, cũng như đưa ra các lời khuyên cho bạn về làm thế nào để dấn thân và thành công trong lĩnh vực data science. Thì workshop thứ 4 này thì sẽ diễn ra vào tối chủ nhật 8 giờ tối theo giờ Việt Nam là 9 giờ sáng giờ chủ nhật, và về giờ Eastern Standard Time nhé. Và một lần nữa xin cảm ơn chị Nhung, cảm ơn các bạn đã tham gia đến cuối cùng của buổi workshop ngày hôm nay. Cũng là mình cũng xin cảm ơn các bạn đã tham gia xem livestream và vẫn interact với trò chơi mini game. Xin hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái chương trình sự kiện tiếp theo. Cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn mọi người, tạm biệt mọi người. Vậy thì em sẽ xin end meeting tại đây.